Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án triển khai chiến lược sở hữu trí tuệ tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030. Từ năm 2021, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã được phê duyệt thực hiện nhiệm vụ xây dựng chỉ dẫn địa lý mật ong hoa ngũ gia bì của xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Đây là tiền đề quan trọng góp phần nâng cao giá trị cho sản phẩm, tăng thu nhập, phát triển kinh tế cho người dân địa phương. Đến với xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, người dân không còn xa lạ khi nhìn thấy những thùng ong được đặt tại khu vườn đồi quanh nhà. Nghề nuôi ong lấy mật đã được người dân quan tâm phát triển trong những năm gần đây. Đặc biệt do đặc thù trên địa bàn có rừng cây hoa ngũ gia bì tự nhiên, nên sản phẩm chủ yếu là mật ong hoa ngũ gia bì. Những năm gần đây, nghề nuôi ong lấy mật đã mang lại nguồn thu nhập tương đối cho người dân địa phương. Từ lúc nuôi ong cách đây được khoảng hơn chục năm, tức là trước ngày chưa nuôi ong thì vất vả lắm, nghèo. Thế từ lúc nuôi ong cũng hỗ trợ được kinh tế gia đình. Rồi từ những năm nuôi ong trở lại đây này, lại được từ đến năm 2017 thì lại được thành lập hợp tác xã. Cái thương hiệu mật ong hoa ngũ gia bì ở xã Vân Thủy cũng được vươn ra các tỉnh lân cận. Mật ong hoa ngũ gia bì xã Vân Thủy có tính dược liệu cao, được biết đến với nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Do ong mật chỉ lấy phấn từ hoa của cây ngũ gia bì nên bên cạnh giá trị dinh dưỡng như các loại mật ong thông thường thì còn có thêm tác dụng chữa một số bệnh. Theo nghiên cứu, mật ong hoa ngũ gia bì có các nguyên tố vi lượng và hàm lượng vitamin B5 cao hơn gấp 10 lần so với mật ong thông thường. Thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp các ngành, mật ong hoa ngũ gia bì đã có tem nhãn mác, từng bước thâm nhập thị trường. Tuy nhiên, với những giá trị đặc trưng riêng có, để tiếp tục nâng cao giá trị cho sản phẩm, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã phê duyệt nhiệm vụ xây dựng chỉ dẫn địa lý mật ong hoa ngũ gia bì của xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn và tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án. Thì ngay sau khi được Sở Khoa học Công nghệ là phê duyệt cái nhiệm vụ này thì đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ là Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hệ thống Nông nghiệp, chúng tôi đã tiến hành khảo sát, thu thập thông tin về hiện trạng sản xuất cũng như thị trường tiêu thụ cái sản phẩm mật ong hoa ngũ gia bì. Trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng xác định được những cái tiêu chí, những cái chất lượng, cái tiêu chí, cái tính chất chất lượng đặc trưng của sản phẩm này, và từ đó là sau đó là chúng tôi cũng có tiến hành lấy mẫu của mật ong hoa ngũ gia bì để phân tích so sánh với các sản phẩm mật ong khác. Thì sau khi hoàn thiện những cái kết quả khảo sát như thế, kết quả phân tích mẫu như thế, rồi chúng tôi cũng đã tiến hành xây dựng cái bản mô tả để đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Thì hiện nay cái hồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lý thì chúng tôi hoàn thiện theo đúng cái quy định của luật sở hữu trí tuệ để nộp về cục sở hữu trí tuệ. Cùng với đó, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam còn tích cực tổ chức hội thảo tập huấn hướng dẫn kiểm soát chỉ dẫn địa lý và chất lượng sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý. Qua đó nhằm tăng cường năng lực quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý cho người dân trong vùng được bảo hộ, đồng thời nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh, giá bán của sản phẩm mật ong ngũ gia bì Vân Thủy trên thị trường, từng bước giữ gìn và phát triển thương hiệu Vân Thủy cho sản phẩm mật ong hoa ngũ gia bì. Tôi cũng rất là mong muốn thì nhà nước quan tâm hơn nữa, mở nhiều cái lớp tập huấn và hỗ trợ kinh phí và hỗ trợ những cái vật liệu để xã Vân Thủy chúng tôi sản xuất được nhiều mật ong hơn. Để dự án được hoàn thành sớm nhất và đưa vào sử dụng thì Ủy ban xã Vân Thủy đã có cái sự phối hợp thường xuyên với Trung tâm Phát triển và Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp để tổ chức các cái hội thảo và lấy ý kiến của các cái công chức, các cái bộ phận chuyên môn cũng như là hợp tác xã nuôi ong lấy mật xã Vân Thủy và các hộ nuôi ong lấy mật xã Vân Thủy trên địa bàn. Trên cơ sở đó là đẩy nhanh được cái tiến độ hoàn thiện đưa vào sử dụng cái dự án chỉ dẫn địa lý mật ong hoa ngũ gia bì xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Trên địa bàn xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng hiện có khoảng 110 hộ tham gia nuôi ong với số lượng trên 1.000 đàn. Sản lượng mật ong hàng năm duy trì từ 3.000 đến 5.000 lít. Riêng hợp tác xã nuôi ong lấy mật Vân Thủy có hơn 20 hộ nuôi trên 800 đàn ong. Xác định đây là sản phẩm chủ lực của địa phương, thời gian qua các cấp các ngành đã có nhiều chương trình quan tâm hỗ trợ phát triển vùng sản xuất mật ong hoa ngũ gia bì, đặc biệt là bảo tồn phát triển vùng cây ngũ gia bì trên địa bàn. Đối với lại
mật ong hoa ngũ gia bì hiện nay thì cũng đã làm được thương hiệu tem nhãn truy xuất nguồn gốc rồi. Nhưng hiện nay thì sau khi mà làm cái chỉ dẫn địa lý xong thì sẽ góp phần là nâng cao cái giá trị, cái thương hiệu, cái uy tín của cái hoa mật ong hoa ngũ gia bì này lên, và góp phần nữa là tiêu thụ tốt cho các cái hợp tác xã, các cái hộ nuôi ong ở trên địa bàn. Chỉ dẫn địa lý là tài sản vô hình cấp quốc gia và thời gian bảo hộ mãi mãi. Với việc xây dựng thành công chỉ dẫn địa lý cho mật ong hoa ngũ gia bì xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng sẽ là sản phẩm thứ 3 của tỉnh Lạng Sơn được bảo hộ chỉ dẫn địa lý và có mặt trong số hơn 100 sản phẩm trên toàn quốc được bảo hộ hình thức chỉ dẫn địa lý. Qua đó tạo tiền đề để mật ong hoa ngũ gia bì xã Vân Thủy tiếp tục được nâng cao giá trị, vươn xa trên thị trường.